gần 5 tỷ đô la đã được xóa nợ dành cho 74.000 người vay gói vay sinh viên. Trong số này có 44.000 người vay là công chức, giáo viên hay lính cứu hỏa, đủ điều kiện xóa nợ vay sau 10 năm thông qua chương trình xóa nợ cho dịch vụ công. Gần 30.000 người khác được xóa nợ theo thu nhập. Từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Joe Biden đã thúc đẩy chương trình xóa nợ cho sinh viên. Đến nay đã có khoảng 3,7 triệu người được hưởng lợi từ chương trình này. Chi phí học đại học ở Mỹ đã tăng gấp đôi trong 4 thập kỷ qua. Theo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, số nợ sinh viên ở Mỹ đã tăng 66% trong một thập kỷ, hiện lên tới 1,77 nghìn tỷ đô la. Học phí ngày càng đắt đỏ đã tạo nên gánh nặng nợ nần lớn, đè nặng lên vai của hầu hết sinh viên tại Mỹ. Khoảng 30% sinh viên ở nước này đã phải đi vay để trả học phí. Gần 90% người vay có thu nhập trung bình hàng năm dưới 75 nghìn đô la. Chương trình xóa nợ cho sinh viên tưởng chừng là tích cực, song lại là câu chuyện gây nhiều tranh cãi ở Mỹ, thậm chí trở thành đề tài tranh cử của các ứng viên tổng thống. Chính Bộ Giáo dục Mỹ cũng ước tính 1/3 khoản nợ sinh viên sẽ không bao giờ được thu hồi. Khi đó, xóa nợ được cho là chỉ là biện pháp chữa cháy tạm thời.